ngày 2 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức nhiều điểm tiêm vaccine cho các shipper. Đây là lực lượng quan trọng trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các shipper của các hãng Gojek, Grab, Bee và shipper của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada là những shipper đã được Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ưu tiên tiêm chủng trong thời gian thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ghi nhận của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 8, đã có nhiều điểm tiêm vaccine được mở để tiêm cho các shipper như điểm tiêm ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú, đường Lạc Long Quân, phường 3 và trường Tiểu học Phạm Văn Hai, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11. Trước đó, hàng ngàn tài xế của Grab Việt Nam cũng được tiêm vaccine ở nhiều địa điểm khác nhau ở quận 7. Một shipper hãng Grab Việt Nam cho biết, làm nghề giao hàng, chúng tôi rất lo sợ vì có thể tiếp xúc với F0 bất kỳ lúc nào. Hôm nay được tiêm vaccine, chúng tôi rất vui mừng và xúc động. Trao đổi với phóng viên, đại diện Gojek Việt Nam cũng cho biết, hôm nay các đối tác tài xế xe công nghệ hai bánh chính thức bắt đầu được tiêm vaccine COVID-19, theo chủ trương chung của thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng cho các shipper. Theo đó, hàng ngàn đối tác tài xế Gojek đã được đăng ký trong danh sách và sẽ được tiêm vaccine trong đợt đầu tiên này. Đây là kết quả của quá trình hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Gojek và các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tác tài xế được Gojek tập hợp danh sách, kiểm tra tính hợp lệ theo đúng hướng dẫn và biểu mẫu của cơ quan nhà nước, rồi được phân bổ về các phường nơi đăng ký tạm trú để tiêm. Riêng trong sáng ngày 2 tháng 8, tại hai điểm chích tập trung ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú và trường Tiểu học Phạm Văn Hai, đã có gần 200 đối tác tài xế Gojek được tiêm vaccine COVID-19. Trước đó, một số đối tác tài xế đã được tiêm chủng theo các chương trình dành cho người dân tại địa phương nơi cư trú. Đại diện Gojek Việt Nam cho biết đang tiếp tục lên danh sách các đối tác tài xế khác của Gojek cho các đợt tiêm chủng tiếp theo của thành phố. Các đối tác tài xế chưa nhận được thông tin tiêm chủng đợt đầu tiên có thể tham gia các đợt đăng ký sau theo Gojek hoặc có thể đăng ký trực tiếp với địa phương nơi đang sinh sống để được tiêm chủng sớm nhất theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.